Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thầy, giờ này đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm, thành kính cung thỉnh Thầy từ bi quan hỷ quan lâm về hội trường để tiếp tục giảng dạy bộ môn Kinh Pháp Cú tiếp theo cho hàng Phật tử chúng con được ăn chiêm pháp lạ. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Và để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Là Phật. Thành kính cung thỉnh Thầy và kính mời toàn thể hội chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay là buổi sám hối thường kỳ, chúng ta trở về chùa vừa để tu tập, và đồng thời tôi có dành một thời gian để chia sẻ pháp thoại với các vị, giống như là một lời nhắc nhở lại cho các vấn đề Phật pháp, để trong tâm hồn các vị được thấm nhuần. Thì chúng ta có cái cơ hội mà một cái nơi vừa tu mà chúng ta có điều kiện học là một điều rất là đáng khích lệ. Tôi cảm thấy xưa kia thì chúng ta để có một buổi nghe pháp như thế này là rất là khó. Mà đừng nói xưa kia, thậm chí ngay bây giờ không có nhiều nơi để có thể tạo điều kiện cho các Phật tử thường xuyên được đến chùa để nghe pháp. Mà chúng ta tu học theo cái dạng để gọi là cầu nguyện đi để được phước, là hay là chúng ta về chùa chúng ta tụng kinh như vậy đã đủ rồi, đã được phước rồi. Và chừng ấy như vậy, chúng ta trong suốt quá trình của đời người làm Phật tử dường như chúng ta bị dậm chân tại chỗ. Chúng ta tu là phải học. Xưa kia Tổ Khánh Anh có nói một câu là học mà không tu á, thì như đãi sách, mà tu thì không học như tu mù. Đó là sự thật. Câu này nói lên một điều phản ánh rất là thực tế cái giai đoạn mà của người xuất gia thời điểm đó, nói riêng hay là đối với Phật giáo đồ nói chung. Bởi vì thời buổi mà Chư Tăng không có học thì đạo Phật bắt đầu suy đồi, coi như là Chư Tăng không có biết Phật pháp gì hết á, đa phần là chỉ biết đi tụng kinh phục vụ cho đám tang rồi đó là cùng, ngoài ra chỉ cúng bái một vài linh tinh khác, không biết hướng dẫn Phật tử tu hành. Chùa chiền chỉ giữ gìn như một cái thói quen để cho mọi người về cúng kính. Vai trò của thầy tu như một người giữ hương quả tại các chùa, phải nói là cái thời điểm như thế, cho nên các tổ phải có những cái câu mà cảnh tỉnh như thế. Thời buổi của Tổ Khánh Anh, dĩ nhiên là những cái vấn đề đó diễn ra, mà Ngài là một trong những người nhìn ra được thực trạng đau lòng đó, cho nên mới nói nên câu đó. Tu mà không học là tu mù, đó là sự thật. Nếu Phật giáo không có đem cái mảng triết lý hướng dẫn cho người ta tu hành thì đạo Phật trở nên một cái gì đó cũng là đơn giản như một sự tín ngưỡng như bao nhiêu tín ngưỡng khác. Và trong cái mắt của người Phật tử, thờ một Đức Phật cũng y như thờ thần tài thổ địa và các thánh thần khác. Và nếu đối với đạo Phật, người Phật tử chúng ta nhìn nhận như thế thì còn đâu là triết lý sống và sự cao siêu của nó. Tôi đã nói với các vị trong rất nhiều bài giảng là tín ngưỡng không có triết lý. Tín ngưỡng là những điều do người ta đồn đại nhau, dựa vào một vài hiện tượng để người ta truyền tải với nhau, để thổi phồng lên các vấn đề đó, để cho người khác nghĩ đến vấn đề để tin thôi. Và như vậy đối với người học Phật của chúng ta mà chỉ có niềm tin thì chúng ta là người của tôn giáo, chúng ta là một cái người gọi là tin suông thông thường.
Và chúng ta như giữ một cái lễ truyền thống tín ngưỡng như vậy thì đối với triết lý giá trị của đạo Phật bình thường quá. Phải nói là như thế. Vì vậy trong kinh điển Đức Phật đã từng dạy một câu rất là rõ là ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Câu này các vị nghe dường như bình thường nhưng mà đó là câu rất là quan trọng. Tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Như vậy chúng ta tin Đức Phật mà chúng ta không hiểu, cho nên chúng ta hành tầm bậy để cho người ta chỉ trích ông Phật của chúng ta, có phải chúng ta quỷ bán không? Chúng ta là người tu theo Phật hay là chúng ta là những người Phật tử, hay là chúng ta những thầy tu mà chúng ta làm những điều mà gọi là không đúng theo lời Phật dạy, mà chúng ta gán cái đó là của đạo Phật, như vậy để cho người có trí người ta chỉ trích, người ta cho là đạo Phật quá tầm thường và đơn giản, thấp kém như vậy, thậm chí hủ tục mê tín như vậy, thì có phải rằng cái sai đó là do ông Phật hay là do chúng ta? Do ai? Do chúng ta. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta không nghe, không làm, mà chúng ta làm theo cái điều mà thế gian dạy. Những lời đó do nhu cầu của thế gian mà chúng ta chiều chuộng theo một cái cách gọi là cuồng loạn như vậy, thì chúng ta gọi là phỉ báng cho Đức Phật. Ta thấy hình ảnh của tu sĩ Sa môn mà hành ngoại đạo, tôi thấy đôi khi rất là lạ nha. Chúng ta là người học Phật pháp, thờ Phật, và mục đích của chúng ta mang cái nghĩa giác ngộ giải thoát, dù chúng ta chưa đạt tới nhưng mà chúng ta vẫn đặt đó là mục đích hướng đến của những người xuất gia và tu học của chúng ta. Nhưng mà trái lại khi chúng ta thực hành, nó không phản ánh là thực hành theo lời Phật dạy, mà thực hành theo cái dạng mà gọi là ngoại đạo. Tôi nói thẳng là như vậy, cúng bái bối toán là ngoại đạo. Nhưng mà chúng ta lấy cái đó làm cái sở hành của chúng ta cho là như thế. Sự thật, có thể chúng ta ứng dụng như một phương tiện để giúp người tiếp cận với đạo Phật, thì cái đó tôi đồng ý. Nhưng mà chúng ta cho rằng đó là chúng ta bao biện để trở thành cái lẽ sống của chúng ta, sai. Chúng ta là thầy tu mà chúng ta sống theo ngoại đạo, chúng ta gọi là đúng sao? Bói toán sinh xăm bói quẻ này kia mọi thứ, cái đó là đúng theo Phật dạy hay sao? Thậm chí tới phong thủy, nếu chúng ta xem như một phương tiện để đưa người ta tiếp cận gần hơn với đạo Phật, tôi hoàn toàn là hoan nghênh. Nhưng mà chúng ta bao biện để lấy cái đó làm cái lẽ sống và chúng ta dừng chân tại đó, chúng ta gọi là một thầy tu hành theo Phật pháp sai, chúng ta hành tà đạo. Phải nói là như thế. Cũng là một hành động đó là tà đạo, mà cũng là một hành động đó là một phương tiện độ đời, tùy cái ý thức của những người làm chủ trong cái việc vận hành cái đó như thế nào. Phải nói là như thế. Khi chúng ta là người học Phật, chúng ta có cơ hội học tu như thế này thì chúng ta mới biết đường tu chứ. Cho nên học mà không tu như đại sách, mà tu không học là tu mù, là như thế. Do không học không biết đường tu cho nên ứng dụng sai, tưởng tượng mù quáng. Sở dĩ đạo Phật trong một cái thời bị phân hóa bởi tất cả các niềm tin khác nhau là do chỗ này. Chân lý thì chỉ có một, nhưng mà niềm tin mà thuộc về tín ngưỡng á, thì muôn vàn cách suy diễn đủ loại hình. Cho nên chúng ta không được thống nhất trong tất cả các cái quan điểm nhận thức để chúng ta cùng tu và cùng học đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Cũng là một điều đáng tiếc. Học mà không có tu thì cái chuyện này trở thành lý luận, quyền đàm, hư thuyết, nói vui thôi. Nhưng mà tu mà không học lại là điều đáng tiếc. Ngày xưa Tổ Liễu Quán cũng từng nói một câu là học mà không tu là thêm lớn tà kiến, tu mà không học là tăng trưởng vô minh. Có nghĩa là học mà không có tu thì cái đó là làm thành sở chi chướng, nó ngăn ngại cho cái khả năng nhập đạo của chúng ta, giác ngộ của chúng ta. Nhưng mà tu mà không học, không biết đường tu cho nên trở thành mê lầm, tăng trưởng vô minh là như thế. Trong cái thời buổi này, để gọi là không học mà giác ngộ, cái này rất là khó xảy ra. Thời kỳ Đức Phật có một người nổi danh là Như Bàn Đạt, thì cái điều đó chắc là chỉ có một mình Ngài trong cái thời điểm đó thôi. Sau này chúng ta thấy Tổ Huệ Năng là một trong những người mà không biết chữ nhưng vẫn giác ngộ để kế thừa y bát, để làm tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Hoa. Và ngoài ra thì không có nhiều những cái người mà gọi là không học mà có thể đắc đạo giác ngộ đâu.
trong thời buổi này chọn học để tu, mặc dù không phải là phương kế tối ưu, đó là con đường thứ hai, nhưng mà không có con đường nào khác rồi các vị. Để nhập đạo thì thật sự phải lấy lý thuyết, lại lấy nhận thức, phải lấy tri thức làm đầu để dẫn đường, rồi mới vấn đề tu tập. Thời buổi này ai nói là tu rỉ này kia nọ, thôi không cần học đâu, vô ăn chay niệm Phật công quả tu được rồi. Tôi nói là tôi không chấp nhận chuyện đó. Tôi không chấp nhận thầy tu ngày hôm nay làm bằng chuyện đó. Và tôi nhận chúng xuất gia ở đây, tôi cũng không chấp nhận cái chuyện đó. Xuất gia vô hôm nay mà nói là à, thôi con tu rỉ được rồi, con về chùa để công quả công phu này, về nhà công quả. Người xuất gia không có vai trò đó. Người xuất gia công quả thì như một cư sĩ công quả thôi. Cho nên nếu đã chấp nhận xuất gia thì phải có một vai trò nguyện vọng của xuất gia. Phải có tính cách là thay đổi mình và tu học như thế nào để nó phản ánh được đó là một tu sĩ trong hôm nay và ngày mai. Còn nếu chỉ công quả thuần khiết thì mình có là một người cư sĩ cũng công quả được, chứ mắc gì đi xuất gia để trở thành một người đi công quả. Là hôm nay là tu là phải học, không học thì khỏi cần tu. Tôi cho các vị ở đây đi xuất gia là chú nào không có nguyện vọng học và không chấp nhận học thì tôi không chấp nhận cho xuất gia. Đó là như thế. Bởi vì sao vậy? Tôi thấy rằng những gì của Tổ Đức nói phía trước đã một thời mà ảnh hưởng rất lớn đến Phật giáo. Không có người kế thừa và truyền bá chánh pháp, làm cho quần chúng mù mờ về đạo Phật. Những người xuất gia, những người ở các chùa không hiểu được Phật pháp thì làm sao quần chúng hiểu được đúng về Phật pháp được? Và chính vì cái mù mờ đó cho nên đạo Phật bị gán ép quá nhiều các nhận thức sai lầm của mọi người, dùng những cái từ không đúng cho đạo Phật, rất là nhiều những chuyện như thế. Nhưng mà cũng nhờ điều đó các tổ đã từng bước biết rằng cái khuyết điểm trong cái việc giới thiệu đạo Phật với cộng xã hội thế nào, cho nên từng bước cải thiện, tạo ra những cái lớp chư tăng có học có tu, và nhiều chục năm trải qua từng bước đã khắc phục lần lần hạn chế những cái gọi là mặt giới hạn đó, nhưng cũng chưa thật sự đồng bộ các vị. Cái điều gì đó nó cũng phải thay đổi, có thể cả hàng thập kỷ chứ. Như thế, như vậy thì cái việc mà gọi là chúng ta về chùa có cơ hội nghe pháp tu học thì đó là cái điều mà rất là may mắn cho chúng ta. Và đòi hỏi cái này tôi nghĩ các chùa cũng nên như thế. Bởi vì tôi thấy có một điều là một vài những tôn giáo bên cạnh chúng ta không biết rằng nội dung họ nói điều gì, nhưng mà họ là những người có cơ hội hàng tuần được nghe giảng những giáo lý của họ, những điều đó họ nói cái gì đó sâu cạn vậy đó là vì có họ, nhưng họ lại có cơ hội tiếp cận như thế. Còn ở đây Phật tử chúng ta nhiều khi 10 năm đi chùa, 20 năm đi chùa mà cũng không có dịp để nghe pháp. Như vậy làm sao có thể tu đúng với Phật pháp được? Có thể giữ niềm tin, nhưng mà con người về tập khí, về phiền não, về tất cả mọi thứ không thay đổi. Mà không thay đổi như vậy thì làm sao gọi là tu hay là tiến đạo? Cái mục đích để gọi là đắc đạo giác ngộ gì đó đối với chúng ta còn xa lắm. Hãy nói là như vậy. Nhưng mà để gọi là nhận thức, để cải thiện bản thân mình một mức độ nào đó thì cái này trong tầm tay các vị. Và khi các vị tiếp nhận giáo pháp, các vị làm được điều đó, tôi dám chắc hết tất cả những người ở trong đây khi nghe được giáo pháp, dù ít dầu nhiều, các vị cũng đã thay đổi chính mình. Thay đổi này nó giống như một giọt nước nhỏ vào cà phê vậy đó. Có thể một giọt nước trắng nhỏ vào cà phê không làm cà phê trong hơn, nhưng mà nó có tính chất đã biến đổi trong chưa? Có không? Có, bằng một giọt nước. Ví dụ bây giờ tôi nói là một ly cà phê như thế này, các vị nhỏ một giọt nước vào đây, các vị có thấy nó biến đổi như thế nào không? Nó cũng vẫn là một màu cà phê đúng không? Nhưng mà sự thật rằng nó cũng đã thay đổi với một giọt đó rồi đó. Thì cái việc mà gọi là tu học của các vị cũng đã thật sự là bắt đầu thay đổi. Các vị có mặt ở trong cái hội trường này là bắt đầu thay đổi. Một số người rất lớn giờ này thông thường là đi nhậu hoặc đi nhảy đầm hoặc đi chơi coi phim rồi, hoặc là ngồi là bấm phim lên là coi thế. Cầu ra ok rồi thế rồi. Nhưng mà có thể do hôm nay là chúng ta khi hiểu được Phật pháp, ngày hôm nay biết rằng ngày 14 sám hối, chúng ta từ bỏ việc đó trở về chùa, thay đổi chưa? Dù không lớn chứ cũng là cả 10 giọt để vô trong đi cà phê này rồi chứ bộ. Này là tự thưởng cho mình đó.
mà thiệt tự thưởng cho mình đó. Cái này tôi đã chia sẻ trong các vị là một cái bài giảng là hoa sen trong bùn. Các vị về nghe lại. Trong bài hoa sen trong bùn tôi nói rất rõ, các cư sĩ Phật tử tôi chưa biết họ tu đến mức độ nào, nhưng tôi cảm thấy họ là hoa sen trong bùn. Tức là họ đã tự từ bỏ được những thói quen mà ngày xưa họ không dễ gì bỏ. Bây giờ họ lại có thể đến chùa ăn chay được một ngày, cho dù không là chay trường. Nhưng do dù ăn một tháng được hai ngày, một ngày, đến chùa tụng kinh một ngày, hai ngày, tôi vẫn cho đó là hoa sen trong bùn. Tức là đã thay đổi được ít nhiều về các tập quán xưa. Bởi vì những người không tu, họ cho rằng là những cái việc gì theo thói quen của họ xưa nay họ không có lỗi lầm. Con người họ cần vậy mà, uống rượu, chơi, hát karaoke, xem phim, tất cả mọi thứ vui vẻ chơi trong cuộc đời. Cái đó họ không thấy cái gì để gọi là có lỗi lầm. Nhưng các thầy đem đó ra như một lỗi lầm để phê bình các thầy lại không đúng. Bởi vì đó trên cơ bản họ chưa vi phạm luật pháp mà. Họ cũng chưa có gì để gọi là vi phạm đạo đức thì không kết tội họ. Nhưng mà nếu bằng cái nhìn của chúng ta nhìn xuống chúng ta thấy rằng là tiêu khiển như vậy cũng không có giá trị cho cuộc đời về lâu về dài. Chúng ta giúp cho họ nhận thức ra để họ so sánh rằng là giữa cái này và cái kia giá trị nào cao quý hơn để họ tự chọn. Chứ không có miệt thị và cho rằng cái đó là cái gì thấp thỏi thế. Nó không phải là như vậy. Họ chưa phải là tội đồ cho nên không có kết tội điều đó. Nhưng mà chúng ta mở ra rằng là cái đó cả cuộc đời quay vần như vậy cũng không thay đổi được chúng ta điều gì. Còn không làm chúng ta mới hơn. Cho nên cứ để cho họ tự so sánh và họ tự chọn lựa lấy. Người cư sĩ Phật tử chúng ta có cơ hội tiếp cận được giáo pháp cũng là như vậy. Một cái mạng mới trong cuộc đời. Mà thật sự mà nói, những người nào có cái ý hướng thượng giác ngộ, có tâm tu nữa đó, thì thấy được cái giá trị này nó cao quý hơn những người khác nhiều lần. Đôi khi những người chưa có mục đích nguyện vọng đó thì vẫn thấy rằng à cái này cũng tốt đó, nhưng mà chưa cần thiết vội lắm đâu. Tức là như chưa vội lắm đâu, có nghĩa là chưa có thở phì phò hấp hối rồi đó thì chưa vội đâu. Thông thường con người ta là như vậy. Ít nhất tôi cũng còn 20 năm nữa chứ. Thế. Tức là chúng ta cho chúng ta rất là nhiều thời gian để mà chúng ta kéo dài những nhu cầu và biết rằng là thật sự cái này cũng không tốt gì lắm, học đạo thì cũng biết tốt rồi nhưng mà chưa cần thiết đâu. Đó là những cái điều mà thông thường chúng ta cho. Từng bước chúng ta tha thứ mình, thông cảm mình quá nhiều. Đây là cũng là cái nội dung trong một bài tôi giảng với các vị là gì? Ai nói trúng? Thưởng thiệt luôn đó. Thưởng cái bánh trung thu. Đây là cái bài tôi giảng là đừng dễ tha. Hả? Còn con chữ nữa mà không nói được thôi luôn. Có 5 chữ chứ. Đừng dễ tha thứ mình. Tôi làm hết 4 chữ rồi. Ở đây các vị thấy rằng những cái điều đó, mỗi một bài giảng tôi chia sẻ các vị một góc độ nhỏ thôi. Nhiều bài giảng chấp lại nó trở thành cái lịch trình sống của chúng ta. Dường như ngày này, ngày kia, năm này, năm nọ trong cuộc đời chúng ta, nó liên hệ đến những điều đó, dù ít dù nhiều. Hôm nay thì cái ngày có các vị trở về đây sám hối, thì mỗi một lần như vậy tôi gợi lại cho các vị một vài ý pháp, đánh động cho các vị những cái hạt giống tinh tấn và niềm tin sâu hơn về chánh pháp. Và đó là trở thành những cái chất liệu nó in hằng trong tâm trí của các vị. Cái này nó rất có lợi cho các vị mọi tình huống trong cuộc đời. Và bữa nay chúng ta học một cái phẩm mới. Cái phẩm hôm nay là chúng ta học phẩm này tương đối khó hơn một chút xíu so với những phẩm trước. Là phẩm này là phẩm đạo. Chứ phẩm đạo này từ Pali là Magavagga, tức là phẩm đạo. Đạo đây là lộ trình giải thoát, hay là đạo đây cái tính chất gốc của nó là niết bàn, là giải thoát, là tịch tịnh, là an lạc. Chữ đạo này nó không có trong cái từ của ngữ của Phật giáo. Khi đạo Phật du nhập vào Trung Quốc thì các vị biết rằng cái chữ đạo này là như một cái từ mà gọi là niết bàn giải thoát hay là tịch tịnh đó.
thì những cái giá trị này nó không có cái từ để gọi là tương đương. Cho nên người ta mượn cái chữ đạo có nghĩa là để chỉ cho cái sự mà gọi là tuyệt đối, giá trị giải thoát tuyệt đối, thanh tịnh tuyệt đối, cao siêu. Không biết dùng cái gì thì người ta dùng cái từ vốn có của Trung Quốc, thì người ta mượn từ đạo để giải mã cho các vấn đề cao siêu, tuyệt đối, thanh tịnh. Cái từ đạo này của đạo gia, tức là những cái đạo gia Trung Quốc họ xài cái từ đạo như thế. Thì đây chúng ta cũng mượn để chúng ta xài. Cho nên khi mà nói đến từ đạo, chúng ta phải hiểu rằng cái từ đạo này mang cái nghĩa chân lý, tính chất giác ngộ giải thoát, cái thể tánh cao siêu màu nhiệm. Như vậy chúng ta mới hiểu như thế. Nhưng mà sau này người ta lại dùng cái từ đạo này mang cái nghĩa một cách rất là đơn giản, ta chỉ đạo là tôn giáo. Một số người khi họ là những người không phải là Phật giáo thì họ hay nói là họ có đạo. Cái từ này tôi nghe nó không có được gọi là phù hợp lắm. Họ có đạo có nghĩa là họ có tôn giáo đó. Cái chữ đạo của họ là mang nghĩa là tôi có tôn giáo, tức là tôn giáo khác đạo Phật. Còn sự thật đầu tiên trong cái chữ đạo này mà đạo Phật mượn để dùng là cái từ gốc của nó là Magavagga này, nó không mang cái nghĩa để chỉ cho một tôn giáo thông thường đâu. Nó có thể là mang cái nghĩa đạo lý. Chính vì vậy Hòa Thượng Thiện Hoa ngài có diễn dịch cái từ đạo này, nó có ba nghĩa: đạo là con đường, đạo là bổn phận, đạo là chân lý tuyệt đối. Thì đầu tiên này, cái chữ đạo này nó thuộc về cái nghĩa của giá trị chân lý tuyệt đối. Còn sau này tự nhiên chúng ta dùng đạo Phật, đạo này đạo kia, cái chúng ta dùng chữ đạo, thật sự mà nói cái từ ngữ đó nó để phản ánh chỉ về tôn giáo nó không đúng, phải nói là như thế. Nhưng mà bây giờ dùng nó trở thành thói quen. Một người dùng nói à tôi có đạo, nói tôi có đạo vậy người khác không đạo hả? Ủa đạo Phật không phải đạo hả? Thí dụ từ đạo là vậy, đạo Phật thuộc về, còn đạo là đạo gốc nữa, còn họ là đạo sao? Ở đây chúng ta thấy nhiều cái chúng ta ngạc nhiên khi người ta dùng từ lắm, dùng lạ vậy đó. Ủa tự nhiên nói gặp tôi hỏi gì cái nói con người có đạo, mấy cái từ đó không lẽ mà thật sự tôi thì rất là nhạy cảm với cái này. Nhưng mà có những khi thôi, nói chung kiềm chế nhẹ nhàng để đừng có sốc nhau nhiều, gây thù chuốc oán chả lợi ích gì cho đời tôi. Thật sự mà nói là như thế. Nhưng mà tại vì mình có thấy có những cái nó không phù hợp mà người ta lại là rất là nó như giống tự hào về cái cách xưng đó. Còn cái người Phật tử mình nè, tôi nói thật các vị, đúng ra các vị phải tự hào mới đúng, nhưng mà tôi thấy các vị lúc nào cũng khiêm tốn thái quá. Không bao giờ dám tự nhận mình. Bây giờ thì chắc là đỡ hơn rồi. Bây giờ hỏi ai là gì, nói là Phật tử. Chứ ngày xưa, chừng 15-20 năm về trước, không có dám tự nhận mình là Phật giáo, Phật tử gì hết trơn trời. Gia đình thờ Phật, chương ướng vậy đó, cái tượng to đùng vậy đó, hỏi có phải Phật giáo không? Không. Không dám tự nhận. Các vị cảm thấy rằng nói mỗi lần nói mà tôi là đạo Phật, cái là chắc là nhục nhã ông Phật ngày xưa đi ăn cắp ăn trộm mà là không có gì đó, ông ghê gớm lắm mà sao không biết, các vị tại cảm giác như vậy. Ủa cái đó là một cái đáng tự hào, tại sao mình lại ngại ngùng? Còn trong khi người ta có rất nhiều vấn đề từ lịch sử cho đến học thuyết, nhưng mà người ta cứ tự hào về người ta vậy. Cái này người ta được dạy, người ta được bơm vào, người ta được nhồi sọ đó. Còn Phật giáo chúng ta xưa nay không có cái cách mà gọi là nhồi sọ mọi người. Bởi vì đạo Phật không thuộc về tôn giáo mà nhồi sọ cái gì. Đạo Phật giống như một cái chân lý, một cái đạo đức, một cái gì đó triết lý tuyệt vời, giới thiệu như thế cho tất cả mọi người tự tiếp nhận, chứ không xuất phát từ một cái muốn gom nhóm thiên hạ về mình để mang cái mục đích gì. Nó khác, các vị hiểu rất rõ. Cái mà chúng ta đáng tự hào mà chúng ta không tự hào. Ngày xưa rất là nhiều gia đình là Phật tử mà ghi trong giấy chứng minh nhân dân để tôn giáo. Không. Bộ nghĩ là để cái chữ đạo Phật vô trong đó là nó ngăn có con đường tiến thần tiến bước gì đó, để thăng quan tiến chức gì đó thế. Ai bị ám ảnh vấn đề đó gì? Cái này tôi đã chia sẻ với các vị trong nhiều bài giảng rồi, không cần nói nhiều hơn. Khi chúng ta là đạo Phật, thật sự mà nói rất là tuyệt vời, đáng tự hào. Các vị là một cái niềm hãnh diện cho tất cả mọi người trên thế giới này ngưỡng mộ, chứ không phải riêng ai đâu. Tôi phải nói là như vậy.
các vị mang cái mác gì tôi không biết, nhưng mà khi các vị mang cái mác là đạo Phật, trước mắt người ta đánh giá cao về vấn đề đạo đức và lương thiện của các vị cái đã. Hay nói là như thế, bởi vì bản chất của học thuyết triết lý, quá trình lịch sử để nó xác định được, cho dù mọi người không phải là cùng niềm tin với chúng ta, họ vẫn ngưỡng mộ và tôn trọng chúng ta. Cái này các vị nên nhớ như thế. Trong cái đây, cái từ đạo này nó mang cái nghĩa là một cái đạo lý, là một cái chân lý, là một cái thể tánh tuyệt đối. À, ý là nhớ như vậy. Chúng ta dùng từ đạo, chúng ta phải hiểu phẩm đạo đây không phải mang cái nghĩa để nói đến đạo Phật và đạo khác khác nhau. Nên nhớ là như vậy. Cái chuyện đó gọi là tôn giáo thì cái từ này chúng ta không có sử dụng nhiều cho cái này. Cơ bản nhất là đạo học nó chỉ có nằm ở trong quan điểm triết lý của phương Đông chúng ta là chính. Phải nói là như vậy. Còn những cái gì mà ở phương Tây nó xuất phát từ quan điểm về tôn giáo hơn là giá trị của đạo mà theo cái nghĩa này. Các vị từng bước học, các vị tìm hiểu sẽ rõ. Cho nên ở đây câu đầu tiên trong cái phẩm đạo là câu 273, Đức Phật dạy sao? Bát chánh đạo là thù thắng hơn các đạo. Đức Phật nói đâu nói là đạo Phật hơn các đạo khác gì đâu. Bởi vì Đức Phật không muốn dùng cái từ đạo mang cái nghĩa để hiểu lầm là tôn giáo, mà Đức Phật muốn chỉ cho đạo lý là chân lý, là giá trị thù thắng trong các phương pháp hành trì. Cho nên đây, bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tức là các phương thức tu hành bát chánh đạo là tối thắng nhất. Vậy bát chánh đạo là gì? Bát chánh đạo là gì? Hả? Bát chánh đạo là tám con đường phải không? Thông thường chúng ta dịch chữ bát chánh đạo là tám con đường. Bát là tám, chánh là chân chánh, là đúng đắn, đạo là con đường. Dịch bát chánh đạo là tám con đường chân chánh. Có phải vậy không? Cái này rất là nhầm lẫn nha. Thì bây giờ chúng ta đọc hết câu này. Bát chánh đạo là đạo thù thắng hơn các đạo. Tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Câu này không dễ hiểu đâu đúng không? Câu này hơi khó. Và phẩm này đa phần là phẩm hơi khó một chút. Khó về nhận thức. Như vậy trở lại vấn đề là tôi nói với các vị là bát chánh đạo không phải là tám con đường chân chánh. Nên nhớ là như vậy. Nếu dịch và hiểu bát chánh đạo là tám con đường chân chánh thì đường nào là đường giải thoát? Các vị nên nhớ là như vậy. Thở nay một cái điểm đến mà tám hướng đi, rồi hướng nào để đến? Vậy là hên xui mai rủi đúng không? Chúng ta phải hiểu rất rõ các thuật ngữ của Phật giáo, phải được hiểu càng đúng hơn. Giống như cái bài giảng vừa rồi tôi giảng cho khóa tu, chánh niệm là chìa khóa có mọi thành công. Các vị phải nghe lại bài giảng này để các vị hiểu cái gì. Chánh niệm không đơn giản như chúng ta hiểu là chánh niệm là ý niệm đúng đắn chân chánh đâu. Nó phải là như vậy. Chúng ta dịch như vậy người khác không nắm được cái nghĩa là gì, rồi làm sao mà biết đường ứng dụng tu hành. Cho nên cái từ bát chánh đạo này nó chỉ cho chúng ta rằng tám phương thức của một con đường đến giác ngộ đó. Hãy hiểu là như vậy. Giác ngộ này hiểu rằng con đường đến giác ngộ chỉ có một. Nhưng mà trong quá trình đi đến con đường này nó có tám yếu tố để giúp chúng ta đi đến con đường. Hãy hiểu là như vậy. Cho nên bát chánh đạo phải được hiểu là tám yếu tố, tám điều kiện để giúp cho chúng ta đi một con đường đến giác ngộ. Hiểu nôm na đó như vậy. Trong đó bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Cái này nghe lại cái bài giảng bát chánh đạo con đường giác ngộ hay giải thoát gì đó tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Đây là chúng ta thấy rằng bát chánh đạo thù thắng hơn các đạo, có nghĩa là phương thức hành trì bát chánh đạo nó thù thắng hơn các phương thức hành trì khác. Đây là ca ngợi về pháp bát chánh đạo. Rồi tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Tứ đế là gì? Tứ đế là chi phần của nó là như thế, nhưng mà tự thân của từ tứ đế là gì? Tứ đế là bốn.
bốn chân lý chắc thật. Vì nó là chân lý cho nên ở đây trong từ là tứ đế là lý thù thắng hơn các lý. Thấy chưa? Cái từ đó rất rõ. Vì tứ đế là chân lý của Phật giáo. Bốn chân lý đó, một là gì? Khổ đế, hai là tập đế, ba là diệt đế, bốn là đạo đế, năm là rượu đế. Khi đó tôi giảng ở, hình như tôi giảng ở Lâm Đồng, tôi hỏi mọi người ngủ trượt là gì, thì tôi kể hồi cái họ nói là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt, cái họ nói là thêm máng trượt nữa. Ở Đà Lạt nó có cái trò chơi máng trượt nữa. Tôi nói cái hồi họ nói máng trượt, từ này tôi chịu thua luôn. Trong cái bài tứ đế đó là chân lý. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng tại sao trong cái văn học Đại Thừa khi nói đến chân lý mà nhất là văn học Bát Nhã mới nói là không có tứ đế nha. Cái đó là một cái triết lý rất là cao siêu tuyệt vời nha. Nhưng mà trên nền tảng cơ bản nhất ban đầu đưa ra tứ đế là chân lý nha. Nhưng mà Đại Thừa hiểu là vậy nè, chân lý, nhưng mà cái này là thuyết minh về chân lý thôi, chứ chân lý không phải là ngôn ngữ. Còn ngày xưa ngôn ngữ này chúng ta xem như là thánh ngữ. Vì như một thánh ngữ cho nên chúng ta xem đó là chân lý. Chúng ta dựa vào mặt cái hình thức nó là như vậy. Thì bây giờ ở trong câu này, cái kinh điển nó mang cái nghĩa là từ thời xa xưa. Và thậm chí quan điểm này trong cái thời điểm là các quan điểm tư tưởng Đại Thừa chưa phát triển. Thì thật sự khi chúng ta nói là tứ đế là lý thù thắng hơn các lý, tức là tứ đế là một dạng thuyết minh về chân lý. Cho nên các vị tìm lại cái bài giảng tôi giảng là kinh điển có phải là chân lý không? Các vị coi lại cái bài này để hiểu được từ ngữ này. Và bài tứ đế này thì tôi không cần diễn thiết lại cho các vị. Các vị coi lại cái bài giảng là tứ diệu đế là gì đó. Thì đây chúng ta thấy rằng bốn chân lý khổ tập diệt đạo, đó là những cái nền tảng mà Đạo Phật từ thời ban đầu đã giới thiệu truyền tải đến chúng ta. Và cũng dựa trên nền tảng này, sau này trăm qua đua nở, tức là thời kỳ các bộ phái phát triển, dựa trên các nền tảng về học thuyết đầu tiên này triển khai với nhiều góc độ khác nhau, đã làm cho học thuyết của Đạo Phật nó mở rộng nhiều hướng để cho người ta nhìn. Cái đây là cái cốt lõi rồi. Nhưng mà nó phát triển qua quá trình thời gian, các vị thấy rằng Đạo Phật trở thành một vườn hoa lung linh, phải nói là có rất nhiều sắc màu tuyệt đẹp, chứ không đơn điệu nữa. Mà một số người khi không hiểu, người ta cứ nghĩ rằng à, những cái sự phát triển này nó có cái gì đó nó xa với cái nền tảng ban đầu. Cái này là một vài vấn đề nó quá đà, tôi không nói. Cái vấn đề nó có quá đà thì chúng ta phải hạn chế lại. Nhưng mà những cái vấn đề phát triển mang cái nghĩa rằng làm cho tinh hoa của Đạo Phật nó được phổ biến trong nhiều cái hình thái khác nhau, cái này rất cần thiết. Thì ở đây chúng ta thấy là tứ đế là lý thù thắng hơn các lý, là chân lý cuộc đời rồi mà. Khổ tập diệt đạo là bốn chân lý, đó điều đó là điều chắc thật thôi. Mà nói thẳng ra với tầm nhìn của văn học Đại Thừa là tứ diệu đế thuyết minh về chân lý. Cũng giống như là tôi nói đường là ngọt là tôi thuyết minh về về chân lý đường. Cái miệng tôi nói đường là ngọt, các vị có cảm nhận được ngọt không? Và tôi có làm cái gì để các vị nếm được ngọt không? Như vậy các vị muốn ngọt các vị phải làm gì? Phải bóc cái viên đường đó bỏ vào miệng ăn, đúng không? Như vậy tôi nói đường là ngọt là tôi thuyết minh về chân lý ngọt của đường. Cũng như tứ diệu đế có thể thuyết minh tất cả mọi thứ, nhưng mà thuyết minh về về sự thật, chứ tự thân của lời đó nó cũng là như bao nhiêu các vấn đề khác. Chúng ta thấy điều này rất rõ là như vậy. Rồi, ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp. Sự thật rằng cái cốt lõi của cái sự tu tập ban đầu của Đạo Phật là ly pháp ly dục đó các vị. Các vị tu theo Đạo Phật, dù là cư sĩ, các vị cũng bắt đầu tu pháp ly dục rồi đó. Ly dục có nghĩa là gì? Thay vì ngày xưa các vị ăn mặc ngủ một cách rất là thỏa mãn, nhưng mà khi các vị có tu tập là các vị phải biết tiết chế.
Ngày xưa các vị có thể ăn đủ thứ loài, bây giờ các vị tu tập rồi, các vị phải chọn lựa thức ăn một cách gọi là phù hợp với người Phật tử. Thậm chí ngày xưa các vị 30 ngày không có một ngày chay, bây giờ các vị là người cư sĩ Phật tử rồi, 30 ngày ít nhất cũng có 2 ngày chay. Hoặc là thậm chí các vị giảm lượng thịt cá trong nhu cầu của các bữa ăn. Như vậy là các vị đang cái gì? Ly dục. Tức là giảm dần lại cái việc ham muốn. Mọi thứ là như vậy. Như vậy thì đây là một cái nội dung trong một bài giảng tôi giảng giáo pháp ngược dòng. Các vị nghe lại bài giảng này. Quá nhiều bài giảng cho nên là bây giờ nói ra cái vấn đề gì nó cũng đụng dính gì hết á. Trong bài giáo pháp ngược dòng tôi nói rằng tu theo Phật là đi theo dòng nước ngược. Những nhu cầu tập quán của thế gian là đi theo dòng chảy của cuộc đời. Còn những người nào bắt đầu có nhận thức biết tu tập là bắt đầu đi ngược dòng. Người ta ở đời chỉ sống thỏa mãn, người tu bắt đầu biết kiềm chế. Sự kiềm chế đó để chứng tỏ rằng các vị bắt đầu ly dục đó. Các vị ngày xưa chưa tu, các vị giận ai? Các vị chửi thỏa mãn luôn. Tức là chửi không thỏa mãn cái miệng là không nghĩ đó. Mà có những người tôi thấy rằng là chửi lộn mà chửi dùng hết thở nổi vô nghĩ, nghĩ thở đã hồi ra chửi tiếp. Ghê thiệt. Nhưng mà khi các vị tu tập rồi, thay vì cái chuyện đó các vị thấy không đáng, và chúng ta nghĩ cũng không cần thiết nhiều lời, chúng ta dừng lại, kiềm chế lại, tiết chế lại, thì bắt đầu chúng ta ly dục rồi đó. Tức là chúng ta không chiều chuộng bản thân cho thỏa mãn những điều mà thuộc về phiền não nữa. Cái đó là ly dục rồi đó. Chứ đừng nói là ly dục cao xa hơn. Ví dụ bây giờ một người, người ta không có ý thức được vấn đề là trách nhiệm đạo lý gia đình. Người ta có thể cái đời sống của ái tình của người ta lăng nhăng rất là nhiều thứ. Nhưng mà những người cư sĩ Phật tử có thừa khả năng lăng nhăng, nhưng mà chúng ta thấy không có lợi ích, hoặc là chúng ta làm đau khổ một người mình cùng chung sống, thì đây là chúng ta thấy thiếu trách nhiệm và đạo đức với người cùng song hành với mình khổ vui trong cuộc đời. Các vị tự hạn chế lại là các vị ly dục rồi đó. Chứ đừng nói là ly dục ở mức độ cao như các bậc thánh, thì cái chuyện đó các vị còn phải chấp một con đường rất là dài nữa. Còn cơ bản nhất là đã một đời sống cư sĩ mà bắt đầu hạn chế lần những cái lỗi lầm. Thậm chí có những người chưa xa lìa được nhưng nhận thức rất rõ là ta làm gì cũng không hay tí nào, cũng không phải là điều tốt. Nhận thức được như vậy bắt đầu tự hạn chế lại là bắt đầu các vị đang đi theo cái dạng gọi là ly dục rồi đó. Tôi nói với các vị, hãy nhìn cái giáo pháp của Đức Phật là chỉ cho chúng ta cái cách gì không có lợi. Còn cái chuyện đó là tùy mỗi người. Cho nên khi mà quy y với các vị, tôi hay có đưa ra cái thí dụ là cái hình ảnh cái gói thuốc á. Cái gói thuốc nó có để cái chữ là hút thuốc có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư. Bây giờ nó có thể gây bệnh ung thư nữa. Cái trước kia thì là cái chữ hút thuốc có hại sức khỏe. Tôi nói đạo Phật cũng giống như vậy đó. Một lời cảnh báo về chân lý thôi. Cũng như các bác sĩ, các nhà khoa học nghiên cứu rất rõ về tính chất của thuốc, cái sự mà gọi là tai hại của thuốc vân vân, người ta công bố cho mọi người. Còn hút hay không là quyền còn lại của mọi người. Cũng vậy, Đức Phật thấy sự nguy hiểm của những cái pháp mà dẫn đến cho chúng ta đau khổ quan trái, đọa đày, thì Đức Phật giới thiệu cho tất cả chúng ta. Còn làm được bao nhiêu đó là quyền của mọi người. Cho nên trong cái quá trình mà hướng dẫn các vị tu hành, tôi không có buộc. Xưa nay tôi chưa bao giờ buộc ai tu hết á. Tôi chỉ khuyến khích thôi. Và điều đó là điều quyền tự chọn của mọi người thôi. Cho nên đạo Phật không đặt là bất cứ một cái gì gọi là giáo điều. Cho dù năm giới của đạo Phật cũng không phải là giáo điều. Nhưng mà cơ bản nhất là trong năm giới của Đức Phật dạy cho chúng ta, ngày xưa cứ nghĩ rằng quy phải thọ năm giới nha, giữ không được là tội thế này thế kia nha. Cho nên kiểm thảo thấy mình còn rất là nhiều sơ sót ở trong đó, nhiều lỗi lầm, con cảm thấy chưa hoàn chỉnh được, cho nên không dám quy y và sợ thế thế. Đây là giới thiệu và giải thích cho các vị sai lầm dẫn đến cái điều đó. Đức Phật đâu phải là một giáo điều để đặt ra cái các vấn đề đó. Theo Phật phải cái này tội nghe, không theo Phật cũng làm gì làm không có tội nghe. Cái chuyện này vô lý. Đức Phật có trí tuệ, không có nói những chuyện vô lý như vậy. Đức Phật thuyết minh về chân lý mà làm sao để gọi là như một giáo điều được. Đức Phật nói các vấn đề đó có quan trái, có khổ đau, có trả dài,
Đức Phật nêu ra các tiêu chuẩn đó đó, làm được hay không quyền lại còn lại của các vị. Ai làm nấy chịu, dù các vị không là Phật tử, các vị vẫn thế mà thôi. Nên nhớ là như thế. Ở đây, khi chúng ta thấy rằng cái câu mà ly dục là pháp thù thắng hơn các pháp á, thì cái này các vị thấy rằng cái pháp này nếu cao siêu là pháp của Bậc Thánh. Cao siêu là pháp của Bậc Thánh. Bậc Thánh là những con người ly dục hoàn toàn. Trong một câu kinh Pháp Cú, có người hỏi Đức Phật rằng á, là ai là thầy của Đức Phật á, thì Đức Phật từng trả lời rằng là ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Như vậy thì cái giá trị của cái việc pháp ly dục là con đường của Bậc Thánh. Nhưng mà muốn đạt được điều đó, nó không phải là nằm trong phạm vi của chúng ta. Chúng ta là những người đang tập dần trên cái lộ trình đó. Nhưng mà khoảng cách giữa chúng ta và các Bậc Thánh hay là Đức Phật nó còn xa lắm. Ở đây, ly dục là cái cách cho chúng ta hạn chế cái nhu cầu của bản thân con người chúng ta từ từ. Hạn chế nhu cầu có nghĩa là chúng ta bớt dần với sự dai trả và biết kiềm chế mình trên các pháp nhiễm ô. Kiềm chế bớt thôi, còn cái việc đó là cả một quá trình dài. Các vị nhìn nhớ. Và tiếp theo nữa là cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Cụ nhãn là sao? Cụ nhãn là cụ là gì? Hả? Cụ là già, đúng không? Vậy cái từ mà gọi là thủ cụ có nghĩa là thủ là đầu, cụ là già, thủ cụ là đầu già, đúng không? Không phải. Cho nên cái này tôi mở ngoặc tôi nói một chút luôn. Vừa rồi tôi thấy có một số giáo sư đề nghị là nên đưa Hán văn vào trong các trường đại học á. Tôi thấy tranh cãi có những người vì dị ứng chính trị, cho nên là hay có cái thái độ là chống đối những gì liên quan đến cái văn hóa của Trung Quốc. Sự thật với các vị, các vị đừng có nghĩ những cái điều như vậy. Tôi thấy cái vị giáo sư gì đó đưa ra là nên đưa các cái chương trình của Hán học vào các trường để cho chúng ta hiểu được các từ ngữ của tiếng Việt được trong sáng rõ ràng mọi thứ hơn. Tôi thấy đây là một ý niệm tốt, một ý niệm rất là đúng đắn. Nói tôi hỏi các vị chữ cụ là gì, các vị nói cụ là già là tôi hiểu rồi đó. Các vị nhớ kỹ rằng ngôn ngữ Việt Nam lệ thuộc vào Hán ngữ rất là nhiều. Chúng ta bỏ cái vấn đề gốc của chữ Hán ra, Việt Nam chúng ta không còn bao nhiêu từ để xài nữa cả. Tôi muốn nói với các vị như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta nhớ kỹ rằng đây là cái quá trình ảnh hưởng văn hóa hàng nghìn năm, nó có nhiều lý do. Nhưng mà ở đây chúng ta vì vấn đề sàng lọc cái gì tốt chúng ta giữ lại xài chứ. Những cái gì mà tinh hoa của các cái văn hóa của Việt Nam chúng ta toàn là văn bản chữ Hán không. Nhưng mà các vị đừng nghĩ rằng chúng ta học chữ Hán là chúng ta nô lệ Tàu. Giữa hai cái đó sai hoàn toàn. Các vị thấy cái bài mà gọi là Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư đó, cái bài đó người ta xem như là một cái bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của đất nước Việt Nam. Tôi hỏi các vị cái đó bằng chữ gì? Chữ Hán hay là chữ Anh? Các vị hiểu rất rõ rằng bài Nam Quốc Sơn Hà đó là bằng chữ Hán. Vậy lúc đó chúng ta có nô lệ Tàu không? Chúng ta có đầu hàng giặc không? Chúng ta có thể chịu phục tùng không? Chúng ta là người chiến thắng họ mà, đánh rậu đuổi họ ra khỏi đất nước chúng ta mà. Lý Thường Kiệt đó đã đặt lên cái bài mà như là một tuyên ngôn độc lập mà. Ở đây giữa cái vấn đề nô lệ Tàu và cái ngôn ngữ và chữ Hán, hai cái này các vị đừng có nhầm lẫn. Cho nên có một cái bài viết là đừng có ghét Tàu phá Nho à, tôi nhớ là cái từ đó. Cái này rất là hay. Các vị liệt hết đi từ ngữ Việt Nam bao nhiêu đã dính liền với chữ Hán rồi. Từ Hán đã trở thành ngôn ngữ Việt Nam, tức là Việt hóa đó, nó đã nhiều lắm rồi. Đến nỗi là chúng ta nghe đến chữ đó chúng ta hiểu một cách không cần diễn dịch nữa. Nhưng còn rất nhiều từ chúng ta cần phải hiểu.
Khi tôi giảng dạy chữ Hán cho các cái vị ở chùa đây, tôi dạy cho mấy vị đó học, tôi kêu là tại sao chúng ta phải học chữ Hán? Học chữ Hán mới thoát khỏi nô lệ của Hán, tôi nói như thế. Bởi vì nếu chúng ta không học, chúng ta không rõ nghĩa từng bước rằng chúng ta sẽ nô lệ mãi. Còn bây giờ chúng ta học để chuyển ngữ, để dịch thuật, để hiểu một cách sáng tỏ rồi, từng bước chúng ta thoát dần và chúng ta thay từ lần cho nó sáng sủa hơn về ngôn ngữ Việt của chúng ta. Chúng ta có thể làm phong phú hơn tiếng Việt bằng nhiều lý do. Đây là một cái đề tài lớn mà nói chung là nói nhiều nó tranh cãi phiền phức. Nhưng mà với góc độ là tôi nói một cái ý nhỏ thôi, còn hàng trăm ngàn thứ để phân tích trong cái vấn đề này. Đừng có gì bất cứ một cái vấn đề nhạy cảm của chúng ta vì một cái lý do chính trị gì đó rồi chúng ta phủ nhận hết hoặc là cắt đứt hết tất cả mọi thứ. Nó không phải là như chúng ta là suy nghĩ như vậy đâu. Ông cha chúng ta hàng nghìn năm sử dụng các văn bản đó đã trở thành những cái rất nhuần nhuyễn của Việt Nam rồi. Những thư tịch mọi thứ của Việt Nam chúng ta đã hàng nghìn năm lưu vào trong văn bản, trong bia ký tất cả mọi thứ, đình chùa tất cả mọi thứ chúng ta phải liên hệ rất nhiều. Nó trở thành những cái gì mà người ta không bao giờ liên hệ, cái đó người ta nghĩ là Trung Quốc. Chúng ta gợi ý riết người ta mới liên hệ đó, chứ còn cơ bản người ta cũng không có đặt cái vấn đề đó đâu. Khi tôi nói với các vị là cụ là gì, các vị nói cụ là già đó. Xin thưa các vị, cái chữ cụ ở đây là đầy đủ. Nhãn là mắt à. Cụ nhãn là đầy đủ các mắt. Thì cái từ này nó rất là đơn giản như vậy. Nhưng mà nó nói lên gì? Cụ nhãn là cơ bản nhất là trong Phật giáo chúng ta có 5 loại nhãn. Một là nhục nhãn, hai là thiên nhãn, ba là tuệ nhãn, bốn là pháp nhãn, năm là Phật nhãn. Nên nhớ là như vậy. Vậy thì trong 5 con mắt này, nếu một người có đủ 5 con mắt thì cái đó gọi là gì? Là Phật nhãn. Chúng ta có đủ 5 thì chúng ta gọi là cái cao nhất. Còn ví dụ chúng ta có 4 thì chúng ta tới pháp nhãn. Chúng ta có 3 thì chúng ta tới tuệ nhãn. Chúng ta có 2 thì chúng ta tới thiên nhãn. Chúng ta có 1 thì mắt mình nè. Có phải không? Một nhãn thì mắt mình nè. Nhục nhãn có nghĩa là nhục nhãn nhìn tất cả các sự vật hiện tượng qua cái nhìn của kinh nghiệm phàm phu. Thiên nhãn là vượt hơn một chút, là cái nhìn của cái bậc vượt thiện hơn, như là những cái chúng sinh cõi trời. Mà thật ra cái từ thiên nhãn là cũng có những người có bắt đầu là niệm thiện cao, có cái tầm nhìn mọi thứ về các thứ. Mà trong 5 thứ thần thông gồm có thiên nhãn thông. Thì thiên nhãn thần thông có nghĩa là cái cách nhìn xa. Thì cái này mang cái nghĩa là một người có tầm nhìn xa trông rộng cũng có nghĩa là thiên nhãn. Như vậy rồi đến tuệ nhãn là cái nhìn của Phật Pháp. Trong cái nhìn đó nó có cái chất liệu của sự giác ngộ của Phật Pháp. Rồi pháp nhãn là cái nhìn nhận thấu hiểu về chân lý. Và cái cuối cùng là Phật nhãn là cái sự giác ngộ cùng tột toàn diện. Nó là như thế. Ở đây chúng ta thấy rằng cụ nhãn là bậc thù thắng hơn các bậc thánh hiền. Có nghĩa là các bậc thánh có tầm nhìn tối đa là gì? Là gì? Là pháp nhãn, giác ngộ về chân lý. Còn cái tầm nhìn cao hơn nữa là dành cho Đức Phật, thì người giác ngộ tối ưu. Ở đây là cụ nhãn là bậc thù thắng hơn trong các bậc thánh hiền. Thì ở đây là cái nhìn nhận cho chúng ta về các pháp số là như vậy. Học nữa không? Hả? Hết giờ rồi. Thôi thì bữa nay chúng ta học một câu. Trong cái phẩm mà phẩm mới này chúng ta học một câu. Thì sau này những cái gì mà trùng hợp thì chúng ta không có giải thích nhiều nữa. Cái gì mà trùng hợp thì chúng ta bỏ qua. Để chúng ta học lược những cái gì mà mới. Thì những cái câu sau này có gì trùng hợp thì chúng ta lược. Cho nên chúng ta học cho nó nhanh một chút. Chúc các vị hôm nay một cái ngày nghe pháp và sám hối an lành, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này
đều trọn thành Phật đạo.